vụ tai nạn 8 người chết, cùng lúc mất cả vợ con. Bà Máy và anh Trung đang trên đường đến Đà Nẵng khám bệnh thì xảy ra tai nạn. Kết quả cả hai mẹ con đều tử vong chiều 14 tháng 2. Tang thương phủ khắp thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, ông Bạch Ngọc Linh, 57 tuổi, vừa qua đời trong vụ tai nạn 8 người tử vong tại Quảng Nam sáng cùng ngày. Ngồi bên hiên nhà, bà Lê Thị Sách, 83 tuổi, mẹ của ông Linh thất thần khi người con trai đi khám bệnh sáng nay đã qua đời. Bà khóc nghẹn và nói rằng, dạo gần đây nó khó ăn nên sáng nay đi khám tổng quát tại thành phố Đà Nẵng. Vì nó một mình không có vợ con, nên người chị dâu đi cùng. Tôi dành dụm được 10 triệu đồng dúi vào tay con để đi khám, chứ Linh có không có tiền. Ai ngờ đâu nó đi luôn, và không còn về nữa. Ông Linh ở cùng mẹ và vợ chồng người em ruột. Ông hàng ngày làm nông nên tiền bạc chỉ đủ trang trải cuộc sống của mình. Ông Bạch Ngọc Nhạn, em trai ông Linh, bần thần khi nghe tin anh trai của mình tử nạn. Lúc đó khoảng 4 rưỡi sáng, tôi đang đi bán tại chợ đầu mối, vừa xong gánh hàng thì nghe tin anh trai mất do vụ tai nạn. Lập tức quay về nhà để nghe ngóng tình hình. Khi biết được chính xác là anh trai mình, thật sự đau đớn tột cùng. Anh hàng ngày sống không mất lòng ai, giờ lại gặp nạn như vậy, không ai mà không xót xa. Đi cùng với ông Linh có bà Phạm Thị Mai, 60 tuổi, ở thôn Thanh Khiết. Hiện bà Mai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Cách khoảng 5 km, ngôi nhà trong thôn nghèo Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ở đó vang lên những tiếng khóc xé lòng. Ông Nguyễn Luận ngất liên tục, không tin rằng vợ mình là bà Trần Thị Máy, sinh năm 1965, và người con trai duy nhất, anh Nguyễn Trần Hữu Trung, sinh năm 1999, đã ra đi mãi mãi. Là hàng xóm, bà Ngô Thị Trọng, 75 tuổi kể, gia đình bà Máy sống rất hiền, không bao giờ mất lòng ai. Trung làm công nhân tại công ty trên địa bàn. Trước đây, cháu đã banh bị chấn thương dây chằng. Theo lịch hẹn của bệnh viện, sáng nay ra thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Bà Trọng cũng cho hay, mẹ chồng của bà Máy ở gần nhà đau nằm một chỗ. Bà Máy lo lắng, chăm sóc cho mẹ từng chút một. Nghe tin hai mẹ con bị nạn, ai nấy cũng đều đau lòng. Đứng nhìn mọi người đưa em dâu và cháu của mình vào quan tài, ông Nguyễn Duy Dũng, 75 tuổi, ngụ thôn Kim Thạch, nước mắt ngấn lệ và nói rằng, lẽ ra bữa nay đám giỗ bà ngoại, con cháu tập trung đông đủ, ai ngờ đâu 6 giờ sáng nghe tin. Tôi không còn suy nghĩ được gì. Tôi cứ tưởng rằng hai mẹ con đi xe máy, mở mạng ra mới biết khi xe có biển số 76. Trong xóm có 5 người, 3 người bị thương nhẹ, còn hai mẹ con em chết. Thật sự rất đáng thương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.